Phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. Theo nội dung nghị quyết, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức phí tham quan, cách gọi khác là giá vé vào cổng khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen được quy định như sau. 1. Người lớn 10.000 đồng một vé. 2. Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1m4, 5.000 đồng một vé. Mức phí này so sánh với giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021 là thấp hơn nhiều. Trong giai đoạn trước, mức thu phí tham quan là 16.000 đồng một vé đối với người lớn và 8.000 đồng một vé đối với trẻ em. Năm 2022, tỉnh Tây Ninh đã miễn phí vé tham quan cho du khách. Nghị quyết về mức thu phí vừa được ban hành sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nghị quyết cũng quy định các đối tượng được miễn thu phí là trẻ em dưới 6 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1 mét và người khuyết tật đặc biệt nặng theo Nghị định số 28 ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ. Trước đó, khi góp ý cho dự thảo nghị quyết, các đại biểu cho rằng với mức phí khá ưu đãi như trên, tỉnh Tây Ninh sẽ có thêm yếu tố để thu hút khách du lịch, đồng thời khuyến khích người dân trong tỉnh đến tham quan, vui chơi, giải trí tại khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen.